Vô cây này kiến tán phương quá trời luôn cả nhà coi nè, tới bây giờ mà vẫn còn kiến lớp lớp trong này nè, do là nước ngập ở dưới chân quá trời nhiều á, cho nên là kiến nó tụ vô đây nè. Đó mẹ cho cả nhà xem kiến đây nè. Chút xíu thì con sống thì nó không có gì. Ok. Chúng ta cũng nẹt được.
có sạc nước chuối. Thả lại nha, em con mua phơi nhà nó mặt nè. Đây là mình có thể con mua phơi nhà ngon như thế này. Ngay cái mùa nước này nó còn bừa bộn nhiều hơn nữa nên là cô không có nấu ăn.